chào cả nhà. Hôm nay mình xuống nhà anh Hải chơi, đi thăm mấy cái vườn rau của anh Hải á, thì có một đám rau má của anh Hải tốt lắm. Anh Hải kêu cho mình về làm nước rau má uống, mà nãy giờ trời mưa chưa đi cắt được, nhà tạnh tạnh này mình đi. Mời cả nhà cùng đi cắt rau má với mình với anh Hải nha. Có đâu nha, đừng lừa em đấy. Trời mưa hơn nghe. Ở đây tao có này mà biết được chẳng. Đâu? Ở dây này biết tròn hay biết dài anh Hải? Biết tròn. Biết này hôm xưa trồng ăn đọt mà sau này nó có trái nè. Đâu? Dạ, trái bự chẳng nè. Trời ơi, bự dữ hả? Không ngờ là được cái bí rợ. Bí rợ mà nó còn xanh lắm. Trời ơi, trái bí của anh Hải bự quá à. Hồi xưa giờ ở đây đất thịt á, mình ít khi nào trồng được trái bí rợ vậy á. Cái này đất vòng mà người ta trồng mới tốt. Ở bên kia cũng có một trái nè, cũng cỡ này. Bự vậy luôn hả? Trồng hay quá à. Bị con cũng như con gì nó cắn lúc nhỏ á, giờ nó bị trầy á. Trời ơi, nó bự kìa. Được có hai trái bự ha. Nó bị ba cái cải ngọt nó bị ngã nè. Trời ơi, vườn rau Hải đẹp thiệt á. Vườn cho má ở đây nè tụi nghe. Có một khúc rồi. Bạn này nó muốn già rồi thấy không? Trời ơi. Nó còn xanh tốt nhưng mà nó muốn. Cái ở giữa này là cái cây nó cao lên vậy luôn nè anh Hải. Đúng hả? Rồi giờ cho em đâu? Thì cắt đi. Nhiều cắt. Ôi đã quá à. Cắt hết clip luôn nghe từng ăn. Cắt hết nhiều đây uống chết. Chia ra ngượn nữa bên kia về nấu canh. Trời làm mừng không? Tưởng đâu cho em hết thì vậy tự nhiên kêu cắt hết. Ôi rau má của Hải trồng nó tốt nè cả nhà. Trời ơi. Lần đầu tiên mình thấy cọng rau má gì đâu mà nó cao hơn một gang tay của mình. Nè. Ồ, cái gốc của nó nè. Wow. Ôi mình thấy mình mê, mình không nỡ cắt nó luôn. Ý nha. Trời ơi. Đẹp chưa? Rau má nó cũng có mùi thơm đặc trưng anh Hải. Cắt đụng tới nó có mùi á. Coi ta cắt bằng con dao nè. Em cắt vô tay nè. Cắt bằng con dao nhanh. Ồ nè. Ồ rau má gì đâu mà nó dài còn hơn. Cái cọng gì nữa đẹp quá à. Bó hoa nè anh Hải, đem cái xửng nhỏ quá chắc không đủ mà cọng nhiêu đây là uống được rồi đó, nhưng mà tính cắt về nấu canh nữa. Ôi em lết xuống đây luôn nè, em ham á, cắt nó lên đây nè cho nó cao, nó gì đâu á. Này của nhà anh Hải thì mình mới dám mà tay ra mình uống á nha các bạn. Còn nếu uống ngoài chợ mình sợ thuốc á, mình uống sống thì nguy hiểm. Còn này có nguồn gốc thì mình uống không sao. Cái này trồng bằng cát chưa có rễ phân nữa đó. Bộ vô má gì đâu mà thấy mê quá trời luôn á. Được anh Hải ơi, em thấy nhiều lắm luôn rồi á. Được chưa, đủ chưa? Đủ dư sức rồi. Tên luôn cây tao. Cái gì? Tên tao. Ủa mấy cây ớt của anh này tốt vậy anh Hải? Lớn vậy á. Mấy cây ớt hiểm á. Ớt hiểm nè. Chuẩn bị ra trái rồi nè, quá trời rồi nè. Quá trời trái luôn rồi nè. Có ớt sai rồi để dành ăn cơm. Sai sinh tố á. Sai sinh tố uống cho ngon. Em sai sinh tố em gũ mình lên uống nha. Dạ.
rồi xuống vườn của anh Hải đã ghê á. Anh Hải ở nhà có một mình à, các bạn, nên là anh trồng đủ các loại rau củ quả. Thích nhất là xuống vườn của anh Hải á. Cắt nhiều quá trời, cái này uống đã luôn anh Hải. Cắt về còn ít nữa nè. Chưa được nhiều quá. Cắt nhiều uống gì nổi. Nhiều. Trời ơi. Còn anh Hải. Cộng dậy ghê ha. Hai gan tay của em. Cộng nè, có má nè. Ngồi nữa em đem nhiệm sai cho anh uống. Cái này cũng phải vũ cho bớt ra. Vũ cho nó ra bớt đất á. À, bớt lá ấy nữa nè. Bớt cái lá hư á. À, bớt cái lá hư dưới. Cái này nó bỏ gì bịch. Cái má này người ta uống, người ta có nấu thêm đậu xanh nữa nè. Khai mà phải lượt á. Lượt chứ. Ừ. Không lượt cái xác không à, uống gì được. Nắm cái đầu nó vũ á, vũ cái đít lại. Nè. Thấy không? Đâu anh nắm đầu sao? Nè, mình nắm đầu vậy nè. Ừ. Vậy cái mà vũ vậy nó rớt ra cái ấy. Ra cái lá dơ xuống. Còn nó rớt ấy thì mình lụm lại thôi. Rớt dư á. Rớt lố. Bị lố. Vũ sức ra ngoài đừng vũ vô đó, gần hỏi gớt lại mất vũ nữa. Bịch rau má của mình đã vũ xong rồi nè các bạn. Giờ mình về mình chuẩn bị xay uống. Bịch rau má của mình là đem về cho mẹ nấu canh với tép. Mình hái rau má với anh Hải về tới nhà rồi nè các bạn. À, mình về mình thấy mẹ mình còn miếng đậu xanh đó. Mình lấy mình nấu lên để xay chung với rau má uống cho nó béo ngon. Giờ mời các bạn cùng vô bếp với mình với anh Hải để nấu và xay rau má nha. Đậu này mình đã đãi vỏ hết rồi nha cả nhà. Mình bỏ chút xíu nước. Mình nấu cho nó sạch. Nè, bây giờ mình và anh Hải rửa rau nha. Bị trời mưa nên nó hơi dơ. Nó dằn cát rồi đó. Đất nữa. Cát rồi đó. Cái này là mình phải rửa 2-3 nước. 3-4 nước luôn á. Để cho nó ra bụi nữa. Vũ từng sợi. Ba cái bụi nó dính á. Dính vô. Đâu cái này nó dính bụi đen không? Đây. Dính bụi. Cái rau má này rửa cực. Thì phải cực này, mua rửa chợ về cũng rửa còn hơn nữa. Ở chợ vừa phân vừa thuốc nữa. Ừ. Còn này mình rửa về nhà cũng lắm rồi. Rau má mình với anh Hải rửa sạch rồi nè các bạn. Ngon dữ lắm ngon. Giờ anh Hải giật dừa vô mình xay nước rau má nha. Rau má cho từng ăn xay ha. Dạ. Thơm mùi rau má ghê. Dạ, anh lượt má. Ồ, xanh đã ghê. Ngon. Đây chị dở lên em chắc cái nước này em làm lại tiếp. À, giờ mình bỏ rau má vô cho từng ăn xay nha. Rau má hồi uống ngon không là người sắc á. Ngon hay không là em bỏ đậu vô nè. Đậy vào cho chị sắc mới ngon. Nước rau má sau khi mình xay xong thì mình lượt ra nè các bạn.
mà giống bắp chanh. Giờ mình đổ đường vô nha các bạn, mình để đường vô, đừng hồi để nước đá vô uống cho nó nhiều. Nước rau má của mình xong rồi nè các bạn. Giờ mình chế ra ly, ly mình đập đá sẵn rồi. Mời ông bà cô chú và các bạn cùng dùng nước rau má với mình nha. Em mời chị Hai, mời anh Hải. Mời cả nhà mình á. Mời cả nhà cùng uống rau má với mình. Ngon quá chị Hai. Từ sáng giờ rau má này nó không có hậu đắng không á. Ngon ha. Tại có đậu xanh nó hơi béo béo. Nãy tính nói là từ sáng giờ trời nó cứ ui ui hoài, nó không được đẹp trời. Ngon thiệt á. Ngọt ngọt thanh thanh. Chị Hai uống hết đi, em chế nữa. Được rồi, chị uống. Rồi chị chế cho từng. Thôi em được rồi. Uống cho má. Ít thôi nha. Rồi chế cho chú Ba nè. Cảm ơn chị Hai. Rồi đầy ly luôn, uống cho mát nè. Cảm ơn chị Hai. Rồi không có chi. Dạ em cảm ơn chị em không mà. Dạ em cảm ơn chị dâu. Em cảm ơn chị dâu. Uống cho má uống ngon. Cái này là có thêm đậu xanh ngon á, chứ mình bình thường mà người ta say không á, uống đâu ngon đâu. Cái hậu nó nồng hơn với nó đắng, nó nhẫn nhẫn hơn. Ừ. Còn cái này là thấy là cái này béo ha. Vừa béo vừa ngọt vừa thơm. Có cái thanh thanh nữa. Chắc chắn vậy rồi, nước dừa. Quên nước dừa. Quên nước dừa. Ừ, chứ mà uống mình thấy khác ha. Cái hậu nó khác. Mà cái này mà có ai mà uống với nước cốt dừa không? Có cũng được nhưng mà nó béo. Chưa thấy gì. Có hả? Cái có. Còn em đi uống ở tiệm á thì có cái quán kia người ta xay giống như kem á, người ta để trên nè. Cũng nhìn ta xay nước lên trên chứ trên là phải không? Dạ, ta để kem tươi lên trên. Uống thấy cũng ngon á. Vậy là nó giống matcha đúng không? Matcha thì cũng nước xanh như vậy nè. Thì có lớp kem trên đúng. Chị thấy có nước dừa xay gì uống thanh mát ngon. Nó không dịu quá. Dịu sao? Nó không có béo quá mà cũng ngọt quá. Hay là có thêm đậu xanh đó. À, tại chỉ sắc vô má nó ngon ta. Vậy. Ủa ngon hay không là cái người sai chứ. Không có sắc lấy đầu sai. Ăn hay không là cái người cho á. Chị hỏi sau nào cũng ngon hết đi. Nãy giờ em uống 2 ly rồi đó. Như đây nó hết 2 ly nè. Cái này nó không có bị nhẫn ha. Dạ hôm bữa hai bác ở Canada có nhờ con đi phóng sanh ở chùa Tân Linh và có gửi tiền cho ba chị em con. Nay con có dịp lên đây để cảm ơn hai bác đã cho tiền ba chị em con. Con không biết nói gì hơn thì con cũng chúc cho hai bác luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Tới chị Hai. Dạ thưa hai bác, con có nhận được tiền của hai bác gửi cho con. Con mừng lắm, con cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của con gửi đến hai bác. Con xin cảm ơn hai bác, con chúc hai bác được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Con cảm ơn hai bác ạ. Là gửi lời cảm ơn đến chân thành đến hai bác ở Canada đã gửi cho con một số tiền. Con chúc hai bác luôn luôn dồi dào sức khỏe, công việc được thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Con xin cảm ơn hai bác ạ. Dạ video của con đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn yêu mến kênh An Nhỏ Miền Quê của mình thì các bạn nhớ nhấn đăng ký, like, chia sẻ
để ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.